Thiền viện Tùng Lâm, nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh, trung tâm thị trấn khoảng 2,5 km, Thiền viện Tùng Lâm tọa lạc trên địa bàn khu phố Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Với diện tích quy hoạch 49,133 m², thiền viện bao gồm các công trình, chánh điện, thiền đường, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống, bảo tháp, thư viện, nhà khách và các công trình phụ trợ khác. Đây là ngôi chùa đầu tiên theo phái Nam truyền, Phật giáo Nguyên Thủy, được xây dựng theo lối kiến trúc của các ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan trên địa bàn huyện Ngọc Lặc nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Chùa bắt đầu được khởi công từ năm 2020 do kiến trúc sư người Thái thiết kế và thợ người Việt thi công xây dựng. Đúng với tên gọi Thiền viện Tùng Lâm, ngôi chùa ẩn mình trong rừng Tùng. Chùa tọa lạc trên vị trí cao với cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, lưng tựa núi, trước là hồ Cống Khê thơ mộng. Nơi đây còn có một con suối chảy ngang qua tạo không gian non nước hữu tình đồng thời mang nét tôn nghiêm cho chùa. Ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc của các ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan với những mô phỏng về kiến trúc, họa tiết, hoa văn, màu sắc và kết cấu. Mái chùa được thiết kế có độ cong như lá diều, mái trên chồng lên mái dưới, mái sau chồng lên mái trước. Trên mái có 9 tháp nhỏ trên đỉnh, ở mỗi đầu mái đều có chuông gió. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ thẫm, đen, trắng và nhũ vàng. Ngoài ra, sau chánh điện là các ngôi nhà nhỏ, còn gọi là cốc, nơi dành cho các sư tu tập, thiền định hàng ngày. Phía trước là các nhà nhỏ nơi dành cho các Phật tử từ các vùng miền trong cả nước có thể đến tham quan, vãn cảnh, nghỉ lại tại chùa và thực hành tu tập. Hiện nay, các công trình, hạng mục khác đang trong quá trình xây dựng, thiền đường, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống, bảo tháp, thư viện, nhà khách. Thiền viện Tùng Lâm đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của những người dân trong vùng, ngoài vùng. Kiều bào từ Thái Lan trở về thăm quê cũng thường đến thăm nơi đây. Thiền viện Tùng Lâm hứa hẹn sẽ là địa điểm tham quan, vãn cảnh hấp dẫn, nơi nghỉ dưỡng thu hút đông đảo khách tham quan.